Danh tính chưa xác định. Hướng xâm nhập có vũ khí không? Hướng xâm nhập là từ ngoại biên, cụ thể là theo đường mòn nằm giữa cột mốc A11 và A12. Vấn đề chúng ta chưa xác định được bọn chúng có vũ khí hay không. Đồng chí có nhận định gì không? Về nguyên tắc, khi phát hiện đối tượng xâm nhập từ biên giới, chúng ta phải ngăn chặn ngay. Trường hợp này, tin từ cơ sở báo hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, chúng ta chưa nắm rõ ràng về số lượng, đối tượng có mang vũ khí hay là ma túy hay không. Cho nên khi triển khai phải hết sức thận trọng. Đại đội trưởng yêu cầu tôi giám sát đồng chí. Nếu đồng chí hoàn thành nhiệm vụ không đúng thời gian cho phép, cả tiểu đội sẽ phải chịu phạt cùng đồng chí đấy. Lại lôi cái bài lên tinh thần tập thể ra để rèn cá nhân. Hay mà, cả tiểu đội vì hai anh em mình, quá được. Hay cái gì mà hay, tao không cần. Sắp hết thời gian rồi, chả lẽ đồng chí lại để cả tiểu đội chịu phạt cùng đồng chí mà đồng chí không thấy ngại à? Thằng này tự hoàn thành được, không khí nào phải chịu phạt cùng mình. Thôi, thằng Hiếu nó không nhờ thì tôi nhờ. Anh em như thể tay chân, nhờ. Bây giờ mới thấy giá trị của câu tinh thần đồng đội đấy, sang ấy. Tôi nhớ bà ở quê. Bà tôi làm bánh đa với bánh lá, sợ nhất cái thời tiết mưa gió thế này. Ngày anh em chúng tôi còn bé, mỗi một lần mưa là chúng tôi lại cuống quýt chạy bánh giúp bà. Thằng em tôi kiểu gì cũng cố tình làm vỡ vài cái để bà cho bánh nướng. Có chút quả quê, xin gửi thủ trưởng để uống nước trà. Cảm ơn anh. Chắc chị nhà lại mới gửi thư với gửi quà cho anh đúng không? Vâng, bà mới gửi lên đây hồi sáng. Hoàn cảnh của tôi cũng có khác gì thủ trưởng đâu, cũng luôn luôn xa nhà. Ngần này tuổi đầu rồi mà tôi cũng chưa bỏ được cái tính nhớ nhà. Ông muốn nghỉ mà được à? Hả? Muốn nghỉ mà được à? Mày đã bắt tay với bọn rừng trắng, nguồn hàng thì không thiếu, chỉ cần người vận chuyển. Mà ở cái đất này, cái đám nghiện thì thiếu gì? Vậy là tao phải phá cuộc chơi của ông già. Nhưng không còn cách nào khác, phải làm thôi. Tao cũng không thể sống mãi dưới cái bóng của lão ta được. Thật ra bà tôi vừa mới gọi cho tôi. Bà bảo tự nhiên thấy sốt ruột. Gọi cho tôi được rồi thì bà lại xoay sang lo cho thằng cháu út ít. Bà bảo bà sẽ thu xếp để lên đơn vị thăm thằng Hiếu ấy. Mà kể cũng lạ, mỗi lần bà tôi sốt ruột thì y như rằng có chuyện. Chính vì thế tôi cẩn thận. Tôi mới gọi cho ông trước để xem thằng Hiếu em tôi nó có chuyện gì không. Bà lên thì cũng tốt, ông cứ để bà lên, tôi sẽ đón nhé. Cảm ơn ông nhé. Thú thật, ông cũng biết rồi đấy. Anh em tôi khắc khổ từ bé, không nói chuyện được với nhau quá ba câu. Mà thằng Hiếu nhà tôi, từ nhỏ nó không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Mẹ tôi mất sớm. Tôi lại chỉ có một mình nó là em trai, không quan tâm đến nó không được. Bà con ở bản A Xá vẫn bài xích người ngoài, bỏ qua nếp sống mới, vẫn duy trì các phong tục tập quán cũ đã thành hủ tục. Nơi này giống như một đầm lầy, bên trong ẩn chứa những gì ta chưa nhìn thấu được. Anh thấy việc anh cắm chốt ở đây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thế nào chứ? Đừng bao giờ nói với tôi câu đấy. Khó thì không làm à? Cách làm việc của anh khiến cho tôi cảm giác tất cả những ý kiến của tôi không được tôn trọng. Cần tiền thì tôi bơm cho, kết nối tôi với tay đồn trưởng. Anh em tôi khắc khổ từ bé,
từ nhỏ đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ông lo giúp tôi nhé. Trên địa bàn của chúng ta quản lý có việc mua bán vận chuyển ma túy. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.